Chờ tí nha. Anh em lại đổi sang trò chuyện với nhau một tí. Game này mình sẽ bây giờ mở cái thẻ thần bài của cái event thần bài mới gần đây nhất với 2000 RP. Ok. Anh em chờ tí. Phần trade. Ok là ok. Rồi ok là chuyển sang chơi cho này anh em. Chuyển sang chơi cái thần bài này. Thì tranh thủ nói cho mọi người về cái thần bài thì nó là như thế nào nhỉ? Nó giống với cái event của thần bài lần trước ấy. Nó giống với cái event của bài lần trước ấy. Tức là chỉ mất 1 RP thôi, săn ngay skin patch thì mua bằng 1 RP thì bằng 1 thẻ bài. Bạn được tặng thêm thẻ bài khi mua đạt mốc nhất định. Đổi bằng tinh hoa lam được 1 thẻ bài thì bằng 1000 tinh hoa lam giới hạn. 5 lần đổi mỗi ngày, một ngày thì các bạn được mất 5000 tinh hoa lam nếu các bạn có thừa để đổi lấy thẻ chia sẻ lên Facebook thì được nhận 5 cái thẻ bài miễn phí. Trên giao diện thì có thể là sử dụng thẻ bài, xu thẻ bài, đổi xu, điểm VP, điểm VIP. Mỗi thẻ bỏ ra dù chúng thẻ bài may mắn hay không đều có cơ hội đem lại điểm VIP. Khi kết thúc sự kiện, 5 người có điểm VIP cao nhất sẽ được tặng 1 vật phẩm trong Lien Minh Huyen Thoai. Vật phẩm tùy chọn thể trang phục, mẫu mắt, biểu cảm, đa sắc, biểu tượng từ bất kỳ. Ok là xu hiện giờ mình đang có, bây giờ mình đang có 2000 RP và mình sẽ đầu tư để mua mấy cái lá thăm, mua mấy cái thẻ bài. Ở đây là thể lệ này, và đây là lịch sử quay của mình chưa có này, nạp RP thì xong rồi này. Và nếu như mà mình rút thêm thì mình được những cái skin như thế này, mình rút 10 lá và nếu như được cái lá có skin thì mình sẽ có được cái skin đấy đúng không? Tính săn anh mà anh không đánh nữa à? Có nhá anh em. Anh em chờ một tí, mình sau khi mình quay xong thì mình sẽ đánh này. Mức nick này của mình thì mức elo là bạch kim. Chờ tí nhá. Khi nào xong thì anh kêu, anh côn. Thì cái thẻ bài ở phần trang chính. Đâu rồi? Nó vừa hiện lên đây đâu rồi? Ở trang chủ chứ, nhầm. Thần bài Liên Minh. Mình sẽ rút thử, chờ tí anh em, chờ tí mình share thử lên trên Facebook xem anh em, có nhiều anh em thích xem cái bốc thăm rút bài không đã nhá. Ở đây rút bài cũng mạnh nhỉ. Rồi ok. Mình sẽ share lại cái livestream một tí. Rồi sau đấy mình sẽ thử rút. Bây giờ mình sẽ rút thử 5 cái trước đi. Thử 5 lá bài trước đi, bởi vì cái này là Samsung Galaxy nó đổi nhanh lắm. Mấy cái skin này vèo cái đã đầy rồi. Bây giờ mình phải xem cái skin nào mình thích, chẳng hạn như nick của mình này chưa có virus đặc vụ Bắc Cực này thì mình rút mẹ 10 lá của cái này luôn. Bạn không có đủ bài xác nhận, bây giờ bạn phải mua thẻ bài đã. Mua bài. Mua bằng RP, đổi từ tinh hoa lam. Ok, mình mua bằng RP và mình chọn số lượng bài mình đang cần. Mình có 2000 RP, mình sẽ mua trước 1000 thẻ bài đi. Test luck xem là hôm nay có kiểu hên không ấy. Nếu mà hên thì mình sẽ quay hết 2000. Như vậy là mình đạt được mốc 1000 thì mình sẽ được tặng thêm bài là 50. Và tổng số bài mình được tặng thêm là tận 85. Tí nữa mình mua 2000 thì mình sẽ được tặng thêm tận 360 thẻ bài lận. Và bây giờ mình đang có 1085 thẻ bài. Mình sẽ test luck. Skin mình cần Victor Hôi Tử Thần đi. Rút 10 lá. Đẹp. Rút 10 lá đấy. Xong được. Bạn đã rút được 10 xu, 2 điểm VIP. Đẹp. Mất luôn ạ. Ari thần mộ. Tí vào đánh luôn. Không được luôn. Chúng bạn đã rút được 10 xu, không điểm VIP. Ui. Mẹ mày đen thế. 5 lá thôi. Ui. Ui. Rút như nào thì mới được skin hả các bạn? Rút phải hên lắm chúng ta mới được skin đúng không? Sejuani đi tí vào chơi luôn này. Chúng ta chơi luôn. Ui, thế mẹ mất luôn ạ. Thế mẹ nhiều người rút thẻ đấy quá mất luôn ạ. vãi lành, nó cho rút có 10 thôi. Mấy con này mình đang không chơi. Đổi cho mình con mới đây anh em ơi. Tarik huyết ngọc đi, cùng lắm làm phát 10 phát Tarik huyết ngọc. Ui, đéo được luôn á. Canh đến gần cuối á. Su siêu phẩm. Ui, đít. Chết con mẹ luôn rồi. Này đen quá. Đít mẹ em rút thử spam. Ui, mất luôn. Đít mẹ em cho đi. Bài bạc nhân phẩm mạnh như cứt. Ui, con Yasu vừa ra phát bảo nó mua hết luôn. Mẹ đúng là quốc tướng nó khác. Méo con lượt cho mình chơi luôn ạ. Cơ mưu có phát đánh luôn này. Cũng không được luôn. Ui, cũng không được luôn. Nãy giờ mình rút hết 100 RP rồi. Không được khi nào luôn. Chắc tại mình chọn skin đẹp quá à. Mình chọn skin xấu em nào. Thử con bát em nào. Con bát này đừng bảo. Được chưa? Được chưa? Mình rút được bát ngày tuyết rơi. Như vậy là phải rút cái nào xấu xấu thì mới dễ được. Rút mấy cái đẹp đẹp là khó được. Vãi cả đái ra ấy. Này Vi, tay đấm tình ái này. Rút Vi đi, mình đang thích chơi Vi. Ui mất luôn. Ari này mua 10 phát. Không được rồi. Các bạn bảo là mua thẻ bằng cách là đổi xu. Đổi xu thì mình cần đến tận 200 xu thì mình mới đổi được một trang phục ngẫu nhiên. Hoặc là mình cần đến 200 xu thì mình mới được 10 điểm hạng hiệu. Hoặc là mình cần 35 xu thì mình được một viên học viện đúng không? Nhưng mà hiện giờ mình đang có 157 xu. Mình vẫn đang muốn mua một cái trang phục ngẫu nhiên thì nó vẫn chưa đủ. Thế nên là phải từ từ đúng không? Còn cách nào được không? Các bạn bảo là chọn gói. Gói như thế nào? Ui, Grey đẹp. Grey, chọn Grey. Grey. Mất mẹ luôn rồi. Cho con dây đi. Rút phát 10 đi. Cho rút phát 10 nữa đi. Đùa. Mạnh không đỏ với mấy con như vậy. Những con tướng tủ của mình lại không được. Mình mới rút được một cái skin. Mình đã có 212 đây, mình sẽ thử luôn. 212 mình thử đổi xu. 212 thì các bạn có thể đổi được một cái ngẫu nhiên và 10 điểm hàng hiệu. Mà nick này của mình thì cũng không cần cái mấy cái skin hàng hiệu nên mình sẽ thử với một trang phục ngẫu nhiên trước. 200 xu đổi một trang phục ngẫu nhiên, ok. Ash Thạch Anh. Nhân phẩm của mình không dành cho cái quả đổi skin này lắm à. Nautilus, à Jack. Jack thì thôi không mua nữa. Tập trung muốn đồ đẹp này. Không được luôn. Đi săn thế này chết. Chết mạnh rồi. Ôi, đi săn này chết. Ui, 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 Rambo, 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 Rambo. Cho em Rambo anh ơi. Cho em Rambo anh ơi. Rambo. Vi, Vi, Vi. Tí mạnh chơi Vi. Mạnh chơi Vi anh bạn ơi. Cho mạnh Vi bạn ơi. 40 RP, 50 RP. Hết mẹ luôn. Kalista không chơi Varus. Phát nữa. Varus phát nữa. Đéo được Varus luôn. Phan Thiêu không chơi. Revenge không chơi. Zik đi. Không được. Fiora không chơi. Victor. Victor quay lại rồi. 2 lần Victor này. 3 lần Victor này. Đi 2 lần. Thế là mình mất có 20 RP. Bật tí music đi. Làm tí music mở mấy cái này cho hên. Bật bài gì để không bị tính bản quyền bây giờ. Bật tí music đi. Mẹ quay này cho đỏ. Victor kẻ sáng tạo. Marty săn không. Fit Lee Sin Rek'Sai. Feeder stick à. Cho con feeder đi anh ơi. Dạ và con này đẹp quá. Rút một phát. Không được. Nhưng mà tính ra thì mình mất mới có tầm khoảng 400 RP. Mà như vậy là mình được một cái skin đẹp phết rồi đấy. Mất 400 RP mà mình được một cái Victor với cả một con Ash rồi. Vừa nãy mình còn được một con nào nữa cơ. Vậy mình còn được một cái gì nữa cơ. Vậy mình được một cái gì nữa cơ. Không phải như này chưa hết đâu. Mình nhớ có 3 cái. Mình được 3 cái mà. Ui, cốc ghi đẹp. Ui, ui, ui. Đạt số miền Bắc đi mẹ một phát liền. Rút đúng 1 phát 10 thẻ. Được nghe cốc ghi giả lập. Thì mẹ bị đạt số miền Bắc đỏ vãi lìn. rút 5 thẻ, một thẻ lấy may, một thẻ lấy may nữa, nhảy lên 5 thẻ, 10 thẻ kéo được. Ui, mình coi như mình rút hết cái thẻ này rồi gì, kéo được luôn ạ. Con ad mình thích thì lại không về. Số bên ngoại long không chơi. Vãi lìn đỏ vãi. Ui, Amu cho em con Amu anh ơi. Tí em pick Amu đi rừng luôn anh ơi. Cho em. Cú lừa. Ui, Amu hoàng hồn đẹp lắm luôn đấy, tí mình vác đi rừng luôn này. Đẹp vãi lìn. Có khi giả lập Amu đi, mẹ bỏ ngục. Đừng. Thế là mất có 20 RP mua được 2 cái skin đấy còn gì. Theo cốt là tắt. Ôi mất rồi. Soraka vệ binh tinh tú rút thử 2 cái thôi. Ui, nó Soraka vệ binh tinh tú rồi. Rút bằng 5 thẻ, không phải là mình rút gói 10 thẻ. Mình rút gói 5 thẻ là con này ạ. Vãi lông. Đứng qua. Ok là Irelia hội sen hồng đi. Ui vía quỷ đẹp này. Thêm đi anh ơi. Mạnh thần bài. Ui, cho em con vi anh ơi. Rút 5. Rút 1. Mồi. Rút lại 5. Rút 10 nhanh không hết. Ui, vía quỷ rồi. Mạnh thần bài đỏ vãi lìn. Ui phê quá anh em ơi. Nãy giờ mình rút được hết của cả mẹ cái server này rồi. Bye. Mẹ em nhặt khẩu số đấy, mà khẩu số miền Bắc đang đỏ, nhà khẩu số miền Bắc đang đỏ. Mình có 453 xu, như vậy là mình mua được 2 gói. Mình sẽ thử mua viên học viện, mình sẽ thử mua 10 viên, tí nữa mình sẽ mở 10 viên học viện cho anh em xem là có mấy ra cái skin gì không. Rồi 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 chưa? Rồi ok 10 nhá. Còn lại bây giờ mình sẽ tích để đổi trang phục ngẫu nhiên này. Mẹ quay số tiếp, đỏ quá. Nó đang vào cầu ý. Dích kỹ sư không gian này. Đừng bảo rút phát được luôn. Rút 5 mồi. Này các bạn thấy công thức chưa? Rút 1 mồi, 2 phát 1 mồi. Lên 5. Ui không được. Ui không được. Cho con này đi anh ơi. Cho em con này anh ơi. Ui, rút lại 5, 2 phát 5. Rút 1 phát 1 là mồi. 10. Cho con này anh ơi. Cho. À, ông nào rút được của mình con đấy rồi. Oriana acting. Ui, Oriana hiện ra phát mất luôn ạ. Ai thích con Oriana acting. Anh em chen mình con này nhiều quá. Con nào nói đây, con nào xin. À riêng này. Rút kiểu bùn xỉn. Rút mồi. Rút giữ nhịp. Làm phát 10. Cho phát 10 đi. Yeah. Yes. Mạnh thần bài vãi lìn. Con là mạnh thích là mạnh có. Ê anh em ơi. Ừ anh đang bật trên YouTube đây mà. Nhưng mà anh không để ý cái vòng lặp lắm. Không sao mình quay KDA đi. Ui con đấy hot quá. Mọi người lấy luôn rồi. Con Ari hot quá. Ui dây giải kim của Mạnh. Ôi mất luôn ạ. Thế còn quân đi. Ôi nhanh thế. Rồi con nào mình thích chơi cái nào. Không phải mấy con này. Véo cút. Cho em con véo cút. Ai mất mẹ véo cốt luôn rồi. Vì hết nhanh thế. Ô hai con đấy tần giống nhau này. Rút con này mà. Rút tiếp. Chú thôi không rút con này đã toang quá. Thôi rút nốt 5 lá nhá. Nốt 5 lá rồi. Nốt 10 lá. Chú rê. Vậy mình rút được con này chưa nhở? Chưa đúng không? Vậy mình không rút được con xích đúng không? Ơ, vậy mình không rút được con, mình chưa rút được con xích đâu đúng không? Soraka vệ binh tinh tú mình có rồi này. Fit về đội Omega không cần lắm. Ơ, chú xích này mình rút được chưa ấy nhở? Ơ, xích kỹ sư không gian. Xích. Ơ, chú xích này mình rút được rồi mà đúng không? Mình có xích kỹ sư không gian rồi. À, thế là nó vẫn hiện à? Mẹ nó đừng hiện đấy chứ. Mua rồi lại có... Ví ác quỷ. Cho con ví ác quỷ anh ơi. Cho. Vì ví ác quỷ mình chưa có mà đúng không? Chưa, mình đã có ví ác quỷ đâu. À, có rồi cái này. Thôi mình cẩn thận, Như vậy là những con vừa nãy mình quay ra rồi shop nó vẫn hiện lại. Mình phải cú lừa. Mình bây giờ phải tỉnh, Khêu lục bảo không cần, cái này huyết uyệt không cần. Chó. Ui, 11 phát duy nhất. Chỉ một phát duy nhất. Một phát duy nhất ra cóc mau hóa thạch luôn. 10 RP để được một skin 399. Mạnh tốc độ. Ôi, mạnh tốc độ mất luôn ạ. Rách. Không được rồi. Ritten. Cho Ritten đồ chơi. Ui, con mồi đẹp, Ui, hết luôn. Ui, Yasu, Yasu. Ui, Yasu khác mẹ hiện phát mất luôn. Ui, Sion siêu đẹp. Ôi, hết luôn á. Má, phải đầu cơ. Thôi mua thêm, đi. Đầu cơ mua thêm. Ít bài đi còn chơi. Mua thêm 1000 bài đi. Mua đi. Mua luôn. Mình được tặng thêm 175 bài tổng nữa. Ở 100 này cộng 260 này. Mình có 1236 bài rồi. 476. Cái này tí nữa mình quy đổi sau nha. Tí nữa mình sẽ cho các bạn vote xem là các bạn muốn là mình. Ui, cho Echo đi. Echo đẹp vãi. Rút 5. Rút 1 thôi. Rút 5 lại. Rút 1 lại. Rút 10. Hết mẹ luôn. Timo ong mật á. Bấm lung tung đúng 5 thẻ được con Timo ong mật. Skin bao nhiêu? Skin này là skin bao nhiêu các bạn? 499 à? 2399. Rút bằng đúng 5 RP. Phải góc mạnh bài bạc kinh vãi lông. Mạnh bài bạc đấy là cái đỏ luôn đi các ông ạ. Ý, mẹ mày một phát 5 RP được Bimo luôn. Át chốc đại dương không cần. Na ngày rất rời không cần. Mau cai thủ môn không cần. Cassin vũ trụ. Ôi hết luôn ạ. Vladimir không cần. Echo không cần. Koki này. Long chiến cơ này. Rút 5 được luôn. Ôi mất rồi. Galio địa ngục à? Galio địa ngục không cần. Rút thử một phát rồi nhá. Ôi mất luôn ạ. Ui Rakan đẹp này. Rakan. Ui mất luôn ạ. Nami không chơi. Ui Vi có rồi. Ôi siêu phẩm Vi cũng không cần lắm. Có con Vi đẹp rồi không cần. Ui đây đây Aurelion. Aurelion Son. Ui nhanh thế. Hết Rakan rồi đến Saya Uyên Ương. Hơi lủng Lee Sin tuyệt vô thần. Ui hết luôn. Sion. Ôi không nhạc nhẽo nữa. Cứ nhảy sang cái bài của ông Jack Jack gì đấy. Ui. Ui cho này anh ơi. Cho. Ui cho anh ơi. Cho anh ơi. Cho. Ê, đi. Mình săn luôn. Ui, mạnh thần bài mà lại không có thần bài là hỏng. Cú rút. Mạnh TF. Mạnh thần bài. Đỏ vơ cờ. Đờ mờ Izu lần hai. Đờ mờ Izu hay vãi lồng. Đờ mờ Izu hay vãi cả lồng. Đờ mờ Izu lần 2, đờ mờ Izu lần 3. Đờ mờ đỏ vãi lồng. Faker. Ui, đi đọc thần chú Faker. Đọc thần chú Faker đi. Về một phát ra luôn. Faker. Anh Faker để mày ủng hộ em được con Rai đỏ vãi lông. Ui mạnh chơi thần bài đỏ quá anh em ơi. Mạnh chơi thần bài đỏ thực sự luôn ý. Ui. Phi thử không một click ăn liền. Mẹ mẹ mình có quả thần chú rồi, mình có thần chú thì mình chơi con nào phải đọc tên con đấy rồi. Ui đi một phát được mẹ còn thừa 10 xu nữa. Mạnh mèo, lên linh lịch của mạnh mèo. Ơi hết rồi. Đọc mạnh mèo, méo thiêng gì cả. Hờn vãi cả là ui ui. À, nhưng con Timo mình với con Bimo đẹp lắm rồi. Mình không quay con này, anh em ạ. Đợi mới du đỏ lắm. Nearly. Ui hết luôn ạ. Echo. Ôi mình không thích con này lắm. Ui chú gấu. Ui mạnh chú gấu thám tử đi. Mạnh chú gấu thám tử thích là có. Mạnh chú gấu thám tử vơ lờ. Đỏ vai lồng. Và đó là tình. Mạnh 5 thẻ. Mạnh 10 thẻ. Hết mẹ luôn. Mataji không chơi, Rayton không chơi, Yorick không chơi, Midforton không chơi, Sivir không chơi. Ê trước công lý. Rút thử phát nữa. Không được rồi. Yorick không chơi là bỏ đi. Manfai không chơi. Yaren Kassadin. Bimo không chơi, Mạnh chỉ chơi con nào? Mạnh còn 840 xu thôi, mạnh đầu cơ. Edville. Vệ binh. Tinh tú. Hết mẹ luôn à. Rambo. Defailin. Ôi hết rồi. Cho gì đẹp đi. Ui cho hết đẹp. Cho hết anh ơi. Cho em. Em. Yeah. Ôi mình bớ hết bài của thiên hạ đấy anh em ơi. Xin lỗi những anh em nào đang chơi cùng với mình. Xin lỗi bạn bè gần xa, bà con cuối phố. Xin lỗi những ai mà đang đầu cơ cùng với Mạnh. Mạnh lấy hết. Đây rồi. Mạnh đi đây, ui mất luôn. Olaf SKT à? Thôi bỏ lắc này. Lắc đẹp này. Lắc. Cho lắc đi. Lắc. Cho lắc. 40 RP. 40 RP được con lắc quân đoàn thép. Mẹ lời vãi lộc lời 160 RP. Ui đi đây. Cho. Ui đi đây hiện ra là mất luôn ạ. Morana đẹp. Rút 5. Rút 10. Cho mo. Ơi ông nào lấy được mất con này cho mo của mình rồi. Thế con mo vãi trưởng. Lucian rút một phát rồi. Thôi hai phát thôi vậy. Một phát 5 nữa rồi. Thôi không rút nữa. Varus đẹp này. Cho con Varus đi. Rút một lá thôi. Rút bẩn. Một lá vớ vẩn được. À bây giờ mình sẽ spam một lá xem mình có được skin nào không nhá. Thread này. Vớ vẩn mình rút một lá bây giờ lại ra anh em ạ. Này. Một lá này. 1 RP này. Lần thứ 5 này. Ôi hết luôn rồi. Không được rút cò con rồi. Nó bảo không được rút tạch tè rồi. Phải rút 10 thẻ rồi. Hoặc 5 thẻ mới ra rồi. Ezreal này vẽ mình ra chưa? Ezreal vệ binh tinh tú mình ra rồi đúng không? Đúng rồi, vẽ mình ra Ezreal vệ binh tinh tú rồi. Mình ra một đống skin mới rồi mà. Mình được luck này. Được cho gas này, được fit này, được TF rồi. Đầu cơ cho chuẩn là anh em ơi. Ilaoi không cần, Zilin không cần, Javan. Ui Aurelinson. Máy móc Legendary Namazu. Xin lỗi Izu, tớ xin lỗi cậu nhưng mà đi mẹ đéo hiểu sao đọc tên cậu nó cứ bị đỏ đỏ ấy. Izu ơi, Namazu đi. Tớ xin lỗi cậu nhưng mà Namazu đi. Chửi Izu là ra hoài luôn. Mình có bát ngày tuyết rơi, Aztec anh Victor sáng tạo này, Corki giả lập này đây. Đây nhá, mình được này. 1 skin legendary, 2 skin legendary, 3 skin legendary, 4. Rồi mình được 4 rồi này. Rồi mình được Cóc Mau Aztec là 5. Bimo là 6. Và Aurelinson là 7. Ui đơ mới du. Mẹ bị thần chú đi. Mậu Tuất à? Mậu Tuất thì có nên đơ mới du nhỉ? Thôi. Tha cho bạn đi. Dăm ba con Mậu Tuất lại chửi bạn, tội bạn lắm. Cho con dích này không? Không được à? Còn 570 mình. Ui dây, của Mạnh. Ui hết mẹ luôn. Brolab, một cú mua rẻ chăng? 10 RP. 10 RP được skin xịn. 5. 35 ở đấy, hơi đắt rồi đấy. 40. 50. 60. Không được rồi. Sona rút nhẹ thôi. Rút nhẹ 5 lá thôi. Không được thôi, bỏ. Ui, Victor, cho Victor. Ui hết luôn ạ. Con Victor nhiều người thích quá. Muno. Không được. Mundo. Cho Mundo làm đốc đi, con Mundo đẹp vãi. Ui, bấm ra con Na phát. Bấm lại con Mundo. Lấy lộc. Mở một của con tim. Ui, từ từ. Ui, mình rút được quả này thì vô địch. Ui đi, anh em rút nhanh, đéo chịu được. Ui, con Blick anh hiện ra phát mất luôn ạ. Cho 5 lá đi. Cho 10 lá đi. Đùa không ra ông này. Ông này ngốn quá. Thôi nốt 5 lá nhá. Nốt 10 lá này cuối này là tôi còn 400 mà. Thôi không rút ông nữa. Ông đen vãi đái ra ông đúc từ Mundo ạ. Tôi rút nãy giờ mấy con kia đỏ vãi cứt. Rút cho ông đen vãi đái. 10. Hết rồi. Thôi không rút ông đúc từ Mundo rồi. Ông mút Mundo này để đấy mẹ hút bài của mình ạ. Hút vãi cứt. Phí lắm à. Ôi. Được con dích kỹ sư không gian rồi. Sướng quá. Sướng thế. Mẹ tôi được con dích các bạn ạ. Soraka bị bên Kim Tú. À Ari à? Ari chưa có này. Vớ vẩn. Ôi hết rồi. Ani đẹp. Ủa hết luôn. Con nào đẹp phát là ra phát là mấy ông người bớ luôn ạ. Ui Blick anh. Cho em. Cho. Xin. Ui hết luôn. Mày bố rút cái đấy nhanh quá. Ủa Leona ra phát mất luôn. Phi. Fiora. Ôi vớ vẩn lại phải đờ mới du rồi. Ui cho con Vanessa Tinh. Cho Vanessa Tinh. Em chỉ spam này thôi. Đùa. Ui Kha'Zix khắc tinh à. Kênh tại sao linh hồn thôi bỏ qua nhá. Bỏ qua. Át siêu phẩm. Át siêu phẩm. Vớ vẩn được. Cho. Át siêu phẩm. Mất luôn. Giờ mình phải săn con nào mình thích thôi các bạn ạ. Mình có 1441 xu. Mở thử 1440 shop thu thì được một trang phục hiếm ngẫu nhiên. Tức là có thể được cả patch đây đúng không? Uầy, mình có nên tích đủ 3.000 không? Chắc là không đủ đâu, mình mà có 1441 thôi à. Mình tiêu con mẹ nó hết rồi. Chỗ còn lại của mình 269 không thể đủ được. Nên mình sẽ mua một là cái này, hai là viên học viện, ba là dương cho bó thực phẩm. Nhưng mà tí nữa mình sẽ mua cái này. Anh em vote cho mình mua cái gì? Anh em vote mình mua trang phục ngẫu nhiên hay viên học viện thì nhớ comment nhá, để mình còn chọn nhá. Cho cái skin nào xịn coi để mua nào. Đấm Izu, cho tao con này, Izu. Đấm mơ mày. Ai. Ezreal, ôi mất luôn. Karen sư vương này không thích. Ôi, đấm Izu hết thiêng chưa? Izu ơi cho tao đi Izu. Nào cho con gì xịn để tao mua nào Izu ơi. Con gì? Ui đi à. Đờ mơ. Con chó Izu. Đờ mơ mày. Đờ mơ. Izu ăn cứt. Izu đẹp trai à. Hết tiền rồi. Hết con mẹ GLP của mình rồi. Đổi 2 trang phục ngẫu nhiên à? Ok. Đấy mình sẽ đổi. Kênh thử phát nào. Ôi nãy giờ không ra rồi. Ramos mạnh tốc độ đi. Cho mạnh Ramos tốc độ. Mạnh Ramos. Mạnh ra mất. Ôi hết mẹ rồi. Ui revenge. Ui đờ mờ Izu luôn. Đờ mờ kể cả là ai luôn. Mạnh An luôn. Ui đéo được. Lạc Viện Chí Minh luôn. Ui Lạc Viện Chí Minh luôn. Ui cũng đéo được luôn. À, mạnh tốc độ lại nào. Mạnh tốc độ. Mồi 1 lấy hên. Mồi 1 lấy hên. 5 1. Rút của mạnh. May quá. Cuối cùng cũng có mạnh tốc độ rồi. Nơi sắp mẫu tuất brand Chinami. Ari giả lập Saya. Còn 2 phát nữa thôi. Ta lông huyền kiếm 5 10. Anh đéo được. Hết rồi anh em ạ. Mình phải đổi cái này rồi. Mình đổi trang phục ngẫu nhiên luôn các bạn ạ. Tới. Được cái gì đó? Lá à? Và rớt hồ quang. Đẹp luôn. Ừ. Nữa nha. Tới. Leona xúc xích. Ui đẹp. Đẹp vãi trưởng ý. Và rớt pha lê độc. Hơi làm va rớt rồi nha. Cho một con JC đẹp đi. Học viện chiến binh dây. Rakan bình minh vũ trụ cũng được anh em ạ. Anh em có muốn chỗ còn lại này mình đập hết vào viên học viện không, hay là mua cái mảnh trang phục ngẫu nhiên 3 viên để ghép thành một skin à? Được, anh có rồi, anh có 3 viên rồi, các bạn yên tâm. Mình đang có 10 viên, như vậy là mình sẽ mua thêm 2 viên nữa để 12 thì coi như là mình ghép được thành à mình vẫn còn thừa slot này. Đây, mua thêm viên nữa. Bây giờ mình còn đủ đổi 4 cái skin này nha. Timo phi hành gia, lắm Timo thế. Leona tiểu bể bơi, 2 con Leona luôn. Brand lõi băng, ok. Đờ mấy du. Cho ta một con gì đẹp đi, ví dụ nhá. Rồi như cức. Ví dụ như cức. Thế là trong bộ siêu tập mình có thêm một đống skin này này. Nasus này, Leona này, Rakan này, Timo này, Leona này. Bây giờ mình đang có một đống viên học viện cộng với cả chìa khóa. Mình sẽ mở hết cái đám chìa khóa với cả viên học viện này. Mình có 2 cái dương. On mảnh tướng. Tuyệt vời, tuyệt vời. 2 dương ra được 1 viên đá quý, quá ưng. Nhưng mà nick này lần trước mình vừa mới đổi rồi, một lần rồi. Viên này không ra gì, mình mở 13 viên học viện đi. Mở 3 viên chữa lẻ trước. Ui, what the fuck. Cái này mình chỉ mở được cùng lúc 10 thôi, thế nên mình mở 3 cái lẻ trước, mình mở 10 cái chẵn sau. Đỏ thế còn gì nữa. Ui, what the fuck. Bên học viện này có tăng tỷ lệ ra legendary không ấy? Trong một tuần thoại này tăng gấp 1,5 lần, sao đỏ thế? 2 phát liền 2 cái skin legendary rồi. Ui. Vãi kẹt. Các bạn lại bảo là mở lẻ lỗ đi, mình mở lẻ 3 cái ra 3 cái skin legendary luôn. What the fuck lỗ. Lời vãi cứt. Lời vãi cả đái ạ. Mở khoảng 10 dương rồi đi. Đấy, mở 10 mà ra cũng 11 là không thấy vui rồi. Tức là hình như có 1 viên đá quý rồi, hoặc là tinh hoa lam các bạn ạ. Mở cái này lời thật chứ không phải là đùa đâu. Ui, toàn legendary. Đây rồi, có một skin thường rồi. Này anh đổi viên là ngon hơn nhiều rồi chứ đổi skin lỗ lắm. Ôi rồi anh có biết đâu, lần đầu tiên anh mua cái này mà. Vừa anh nạp 2000 RP để quay cái này mà. Đây rồi, được mua đồ giám đốc rồi. Sona đêm an lành. Hết skin legendary rồi. Đá quý. Rồi, 1 viên đá quý, ok. Vậy là bây giờ mình đang có 2 viên đá quý, một đống mảnh, 10 cái này hàng hiệu. 10 cái này hàng hiệu thì có để đổi được cái gì không? Không được cái gì đúng không? Bây giờ mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi ok. Theo giá trị đi. Ghép nó lại. Draven thợ săn quái thú này, cái này hơi nhọn. Cho cái skin nào đẹp đẹp coi. Phây ga dâu xám á, đen thế. Ui skin đẹp quá này. Katina học viện chiến binh này, con này mình không chơi. Bỏ vào quay luôn cho anh em trầm trồ. Timo luôn. Bờ lo mẹ luôn, được chưa? Anh em có muốn chơi quả này không? Đó là mảnh skin mà cứ như được skin vĩnh viễn. Các bạn biết sao không? Bởi vì mình có đến tận 451 tinh hoa cam. Nên là nếu như mà mình mà muốn ấy, là mình có thể ghép lên thành một cái skin bất kỳ. Hoặc là nếu như mình thích những cái skin chẳng hạn như Kata mình không chơi, mà mình đang thích con Timo và con Ari, thì mình chỉ cần phân tách con này ra thôi là mình được tận 58 rồi. Là cộng với cái này nữa là mình đổi được 2 skin legendary rồi. Vấn đề là mình không thích. Mình thích là mình chơi Hensui từ đầu đến cuối cho anh em xem. Ok, hoành tráng đi. Được chưa? Xứng đáng chưa? Nó phải hết nấc. Chơi bời mà vừa đụt vừa run là các bạn hỏng rồi. Các bạn thấy là các bạn hỏng rồi. Các bạn phải chơi như thế này này. Nó phải là khô máu. Đầu vãi lồng. Hôm nay đang ngày đẹp trời đấy. Phệt nốt 3 cái skin rác vào đi. Kéo mút chìa bày. Một dương một chìa khóa. Như vậy là nếu mà cái dương này nó ra thêm một mảnh skin nữa là mình tiếp tục mở thêm một lần nữa nha anh em. Là tiếp tục mình mở thêm một lần nữa này. Cho mạnh một skin legendary. Cassiopeia bất diệt ạ. Hơi lởm ạ. Đây, bây giờ mình mở và mình hy vọng rằng là nó sẽ ra được cho mình một cái mảnh skin. Thì như vậy mình sẽ ghép 3 skin lại với nhau cho anh em trầm trồ. Ai cái đệt. À, mình vẫn còn chỗ này. Mình sẽ đổi được 5 mảnh chìa khóa, như vậy là mình có thêm 2 cái dương hectech nữa. Trong 2 cái dương hectech mà ra được thêm một cái skin, mảnh skin bất kỳ thì mình sẽ ghép cùng với 2 skin legendary vừa rồi. Đấy, mình cạo mút chơi bời là nó phải hết nấc. Mà mình vừa đốt hết củ anh em. Mình vừa đốt hết một củ nhưng mà tính ra giá trị là chắc chắn là lời. Bởi vì một củ bình thường mình chỉ mua được cứ là 100 ngàn thì mình mua được một skin 199. Mà ở đây mình mua được đến 4 skin 399. Là mình lời to vãi trưởng. Là mình lời mắc to luôn. Kinh vãi đái. À còn một lần nữa, Rồi mảnh chìa khóa luôn. Ok, như vậy mình được 2 cái chìa khóa. Và 2 cái chìa khóa này nếu mà mở được một mảnh skin bất kỳ ấy, là chúng ta đập thẳng vào cái kia luôn. Cho mảnh skin này. Ok, chúng ta lại có cái để chơi rồi anh em ơi. Anh em có vẻ mình thấy phấn khích không á? 79 cái skin này nhá. Cái này là 58 nhá. Cái này 30 thì không nói. Quả này mà không ra cho mình một cái skin ra trò thì mình lủng lắm luôn ấy. Mình dỗi thực sự luôn ấy. Không còn gì để nói luôn này. Như cứt. Rồi ok. Cày thật. Cái đẹp mơ. Thôi ok, mình sẽ dừng cái việc quay số lại ở đây. Và ngày mai mình sẽ tiếp tục quay nếu như anh em mà vẫn thích cái chương trình quay số này. Nếu các bạn tiếp tục muốn mình chơi trò quay số này vào buổi livestream ngày mai á, thì các bạn nhớ là đăng ký cái kênh của mình. Nhớ là follow nhá, nhớ là theo dõi cái buổi livestream bằng cách là bật chuông. Ngày mai mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái phần quay số này, đập thăm này, bốc bài này. Và ngày hôm nay mình nói thật với các bạn là như thế là hơi bị đỏ luôn đấy. Mình được một đống skin mới luôn. Và đặc biệt là vừa nãy khi mà mình ghép mấy cái skin lại với nhau, mình cũng được thêm một con dinh nữa. Dinh. Mình có cái này rồi mà. The fuck, vậy mình mở được con này rồi mà đúng không anh em? Đâu rồi nhở? Sao nó chưa hiện trong này của mình? Lừa. Mẹ đừng bảo là bây giờ mất nhá. Mất là gãy luôn đấy. Mất là mạnh buồn như chó cắn luôn đấy. À, dinh đâu rồi? Bộ sưu tập tướng dinh. À đây rồi, có rồi. Ok, tí nữa mình chơi.